hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam năm 2023. Nhân dịp này, thay mặt các vị đảng chính quyền địa phương, xin nhiệt liệt chúc mừng và gửi tới quý vị đại biểu, các chị, các cô, các em, toàn thể hội viên và nhân dân xã nhà lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và chúc cho buổi giao lưu đồng diện dân phủ thành công tốt đẹp, tràn đầy niềm vui và đoàn kết. Hôm nay được sự nhất trí của Thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã cho phép Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức giao lưu vũ hội kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2023. Tháng 10 năm 2023, quyết định về việc thành lập Ban tổ chức giao lưu đồng diện vũ hội chào mừng 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.